Hello, xin chào mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới làm việc thật hiệu quả mọi người. Và sau đây tiếp tục mình sẽ review cho mọi người một ngôi nhà cực đẹp tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, quận Thanh Khê. Nhà tọa lạc tại kiệt 222 Trần Cao Văn, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là kiệt thông ra Nguyễn Tất Thành mọi người nhé. Kiệt chuẩn 3 mét. Nhà là diện tích là 66 mét vuông. Diện tích sử dụng là 180 mét vuông mọi người. Nhà 3 tầng. Hướng là tay nam, đầy đủ tất cả các nội thất rồi mọi người. Đó. Đó. Nhà thì tông chủ đạo là màu trắng mọi người nhé, cách hợp hài hòa chỉ màu trắng. Trước sân nhà thì ta có một khu vực dùng để xe. Đó. Vị trí là khu vực này thì để được khoảng tầm khoảng 4 chiếc xe mọi người nhé, 4 chiếc xe máy. Rất là rộng. Vào bên trong thì mọi người cũng ta thấy đó, trước mặt chúng ta là một phòng khách. Phòng khách thì cũng đầy đủ nội thất, gồm có kệ tivi, bàn, ghế sofa, một số nội thất cơ bản chính của nhà, quạt trần. Đó. Mọi người xem video mọi người nhớ cho mình một lượt tim mọi người nhé, một lượt đăng ký cũng được hay một lượt chia sẻ cũng được, để mình có thêm động lực mình làm ra nhiều video hay hơn để phục vụ mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu mua nhà hoặc đất ở thành phố Đà Nẵng thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Mình hỗ trợ miễn phí 100% qua số hotline 0935 32 456. Vào chủ đề chính, ta lại tiếp tục tham quan ngôi nhà của mình nhé. Trước mắt chúng ta là quạt trần này, thiết kế cực đẹp đó. Đi vào bên trong thì vị trí này là gồm có khu vực bếp. Bếp thì cũng hầu như là một số nội thất cơ bản như là tủ đựng chén đũa. Quay vòi nước đầy đủ hết mọi người nhé. Tầng trệt thì ta kẹp thêm được một phòng vệ sinh. Ở tầng 1 vệ sinh thì cũng có gương với kép xe, lavi hầu như là đầy đủ. Tầng 1 thì chúng ta được bố trí là gồm được một phòng ngủ mọi người nhé. Một phòng ngủ, tông chủ đạo phòng ngủ là màu trắng kết hợp với lại sàn gỗ, kèm thêm một số nội thất cơ bản như là tủ gỗ, quạt. Đó, đầy đủ hết rồi, chỉ mà xuống tiền và mang vali vào ở thôi mọi người. Vị trí nhà cực kỳ an ninh luôn mọi người nhé, nhà cực kỳ tốt luôn, xung quanh là trường, bệnh viện, chợ, đầy đủ hết tất cả các tiện ích luôn mọi người nhé. Đặc biệt là ra biển chỉ có 150 mét thôi mọi người, ra biển chỉ có 150 mét thôi, rất là thuận tiện luôn. Đó, phòng vệ sinh, đây là phòng vệ sinh của tầng 1, 3 phòng ngủ, có phòng ngủ dưới. Đặc biệt là phòng vệ sinh khép kín luôn mọi người nha. Nhà thì tiện ích, quá tiện ích luôn mọi người. Có phòng ngủ dưới thì rất là thuận tiện cho người lớn tuổi ở này, hay là có trẻ nhỏ ở thì cực kỳ tốt luôn mọi người nha. Đó. Mọi người nhớ cho mình được một lượt tim, một lượt chia sẻ mọi người nha, một lượt đăng ký kênh để mình có động lực mình ra nhiều video hay hơn. Mọi người có góp ý gì thêm thì mọi người cứ bình luận dưới video này nè, để mình còn ngày còn hoàn thiện video, để cho ra được những cái video đạt chất lượng tốt nhất để phục vụ mọi người nhé. Nội thất cơ bản của phòng ngủ này cũng chăn ga gối đệm là đầy đủ hết rồi, còn không thiếu thứ gì hết. Còn mọi người có nhu cầu bắt thêm quạt, bắt thêm tủ điều hòa thì mọi người có bắt, mình có chừa sẵn dây luôn mọi người nhé. Tiếp tục mời mọi người lên tầng 2. Tầng 2 thì sơ quát qua thì cũng gồm có hai phòng ngủ khép kín hết. Hai phòng ngủ là khép kín hết mọi người nhé. Giữa khu vực tầng 2 thì ta có một cái chỗ để chiêu mọi người nhé, một chiếc ghế cực kỳ nhỏ nhỏ xinh xinh để ngồi ngắm cảnh mọi người nhé. Đó. Rồi xin mời mọi người vào phòng ngủ số 2 của tầng 2 của nhà mình. Thì phòng ngủ số 2 thì nội thất cơ bản nó gồm có tủ đựng áo quần này, được tông màu chủ đạo là màu xanh kết hợp màu trắng. Đó, bên tay phải. Còn bên tay trái màn hình của chúng ta thì lại một phòng vệ sinh. Vệ sinh là gồm có lavi, gương, kép xe và vòi sen. Một số nội thất cơ bản đầy đủ hết. Đó. Tiếp tục vào bên trong phòng ngủ thì trước mặt chúng ta là một bộ chăn ga gối đệm. Đó, một bộ chăn ga gối đệm màu xanh hài hòa giữa chăn ga có đệm và kệ để trang trí cực đẹp luôn mọi người nhé. Kèm theo là tặng một chú gấu bông cực kỳ xinh to để cho mọi người ôm ngủ mọi người nhé.
kẹp theo bên một số túi sách hàng hiệu nữa mọi người. Mua là được tặng cái bông mà được tặng túi sách đâu mọi người nha, quá tuyệt vời luôn. Rồi qua phòng ngủ số 3, phòng này thì rộng hơn so với hai phòng kia đó. Phòng này thì được kết hợp một cái giếng trời để lấy không khí trong cảnh, bộ chăn ga gối đệm một màu xanh đó, đầy đủ hết tất cả các nội thất rồi. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình mọi người nhé. Hoặc muốn xem nhà thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0935 32 456 để mình hỗ trợ tư vấn miễn phí cho mọi người nhé. Có nhu cầu thì mọi người cứ đi xem, mọi người xem thực tế cho biết. Đó. Mình xin nhắc lại là nhà mình là diện tích là 66 mét vuông mọi người nhé. Diện tích sử dụng là 3 tầng 180 mét vuông. Hướng là hướng Tây Nam. Giá gì 3XX thôi mọi người, giá 3XX thôi mọi người. Phun nội thất không thiếu một thứ gì hết. Gần trường, chợ, trạm, ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng, quận Thanh Khê. Kiệt chuẩn 3m, kiệt thông hai đầu, gần biển mọi người ơi. Rồi xin mời mọi người lên tầng 3 này. Tầng 3 của mình thì gồm có hai phòng. Một phòng là mình để làm phòng thờ mọi người nhé. Đó, trước mặt chúng ta là bên tay trái màn hình này là phòng ra phòng thờ. Phòng thờ thì trước phòng thờ thì ta lại có một cái khung viên mà để trồng cây. Trồng cây cảnh này kia, đó. Khung viên trồng cây cảnh. Phía sau này thì một khoảng không gian trống mà để cho gia đình sinh hoạt mọi người. Cuối tuần tầm khoảng cỡ 7 đến 10 người sinh hoạt ngày cuối tuần, ngắm cảnh thành phố cực kỳ chill mọi người nhé. Trên này thì làm vài xì rượu cho ngày cuối tuần thì quá tuyệt vời luôn mọi người. Rồi mọi người nhớ xem video cho mình một lượt like, một lượt đăng ký mọi người nhé, để mình có cái động lực mình ra nhiều video hơn mọi người nhé. Rồi xin chào mọi người nhé.